Xin chào Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, rất vui vì được đón tiếp bạn đến với chương trình Một Tiếng Kể Hết ngày hôm nay. Xin chào tất cả các độc giả của A-Family, mình là Mỹ Linh và ngày hôm nay thì mình cũng rất vui khi mà được đến tham dự chương trình của A-Family. Đêm chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2018 đã khép lại và có một cái khoảnh khắc mà rất là nhiều khán giả của đêm chung kết nhớ. Đó là lúc mà Đỗ Mỹ Linh lên sân khấu để trao vương miện cho tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Và lúc đó Mỹ Linh đã ôm Tiểu Vy và khóc. Thì Mỹ Linh có thể chia sẻ gì về những giọt nước mắt của mình ngày hôm đó? Thật ra thì Linh bình thường ngoài đời Linh là một người phải nói là rất hiếm khi mà Linh khóc, và hầu như là chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người cả. Và trước khi mà đêm chung kết diễn ra thì các anh chị trong ekip rồi những cái người thân quen với Mỹ Linh luôn luôn trêu Linh là đến hôm đấy là phải khóc thật to nhé, rồi phải diễn cho sâu và các thứ này nọ. Và Linh đã nói là không, chắc chắn là em không bao giờ khóc đâu. Đến cái hôm mà em đăng quang em còn không khóc nữa là đến cái khoảnh khắc này. Nhưng mà không hiểu sao khi mà đứng trên sân khấu bước đi những cái bước đi cuối cùng với tư cách là đương kim hoa hậu thì nó lại là một cái cảm xúc, một cái khoảnh khắc vô cùng là ý nghĩa và vô cùng là thiêng liêng. Và Linh cảm thấy rằng là trong đầu mình lúc đấy nó như là có một cái thước phim quay chậm trong những cái hoạt động mà mình đã làm trong suốt 2 năm vừa qua. Và phải nói rằng là khi mà cái tên Trần Tiểu Vy được sướng lên với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018 thì trong một giây phút nào đấy Linh đã cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm. Trong vòng 2 năm vừa qua thì những cái gì, những cái trách nhiệm, những cái áp lực mà mình đã phải trải qua thì bây giờ đã có một cô gái khác giúp mình gánh vác cái trách nhiệm nặng nề đấy. Và một phần nữa rằng là khi mà nhìn thấy Tiểu Vy phải nói rằng là rất là hoang mang, rất là lo lắng và run cầm cập khi mà đứng ở trên đỉnh của sân khấu đấy thì không hiểu sao lúc đấy Linh rất là thương Vy, bởi vì cô bé mới chỉ có 18 tuổi thôi. Trước đấy thì cô ấy vẫn rất là ngây thơ, vẫn rất là hồn nhiên và bây giờ thì cô ấy đã đội trên đầu mình chiếc vương miện và đã trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Và Linh cũng nhớ lại cái khoảnh khắc đăng quang của mình. Phải nói rằng là đấy là cái giây phút thực sự trong đầu Linh có rất nhiều suy nghĩ và có lẽ là bởi vì vậy mà Linh đã bật khóc. cái giọt nước mắt đấy có phải là một giọt nước mắt có chứa trong đấy một chút hạnh phúc vì là cái cô bé Trần Tiểu Vy cũng đúng là người mà Đỗ Mỹ Linh chọn hay không? Phải nói rằng là không chỉ Linh mà còn rất là nhiều khán giả khác nữa. Khi mà nhìn thấy Tiểu Vy xuất hiện ở cái vòng sơ khảo của cuộc thi hậu Việt Nam thì đã rất là thích cái vẻ đẹp của cô bé này rồi. Một cái vẻ đẹp rất là hiện đại, và khi mà cô ấy cười lên một cái là nhìn khuôn mặt luôn luôn sáng bừng. Và có thể nói cũng một phần là bởi vì Tiểu Vy là cô gái mà được ban giám khảo hầu như là tất cả mọi người cùng đồng tình để chọn. Chính vì vậy khi mà chứng kiến Tiểu Vy đăng quang thì một phần đấy là cái niềm hạnh phúc khi mà cái người mà mình mong muốn đã trở thành người kế vị của mình. Bởi vì là Đỗ Mỹ Linh còn là một thành viên của ban giám khảo nữa cho nên là hôm nay mình xin phép được hỏi Linh một câu hỏi mà cũng khá là nhiều khán giả của Hậu Việt Nam thắc mắc. Đấy là một trong những đối thủ nặng ký nhất của Tiểu Vy từ suốt các vòng thi phụ. Cũng là một người bạn thân của Tiểu Vy tại cái cuộc thi hậu Việt Nam này, đấy là Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Tuy nhiên thì mặc dù được dự đoán là cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký số 1 nhưng Bảo Châu thì lại không thể lọt được vào top 5. Là một người mà theo sát cái hành trình của các thí sinh thì Đỗ Mỹ Linh có thể chia sẻ một chút gì về cái việc mà Bảo Châu phải dừng chân ngoài top 5 được hay không? Thực ra thì Bảo Châu là một cô bé mà ở những cái vòng sơ khảo đầu tiên thì Linh không có chú ý đến nhiều đến Bảo Châu, nhưng mà càng vào những cái vòng sâu bên trong thì càng nhìn thấy cái sự tiến bộ, sự trưởng thành của Bảo Châu. Và ở Bảo Châu thì khác với Vy, Bảo Châu mang một cái nét đẹp mà phải nói rằng là rất là sexy, rất là quyến rũ, và qua cái nét đẹp của Bảo Châu thì thể hiện được một cái sự thông minh lanh lợi. Tuy nhiên thì Linh nghĩ rằng là có thể là với cái nét đẹp đấy thì nó chưa thực sự phù hợp với cả cuộc thi hậu Việt Nam. Và Linh nghĩ rằng là Bảo Châu sẽ tiếp tục tham gia những cái cuộc thi sắc đẹp nhan sắc khác. Thì biết đâu trong tương lai Bảo Châu cũng có thể trở thành một cô hoa hậu hay là một cái vị trí cao ở một cuộc thi nhan sắc khác. Trong số các thí sinh của hậu Việt Nam thì Mỹ Linh có tiếc cho ai không? Phải nói rằng là sau cuộc thi, bản thân mình là một thí sinh của những năm trước, Linh đã từng trải qua cuộc thi hậu Hoàn Vũ và chỉ dừng chân ở top 15. Và đến cuộc thi hậu Việt Nam thì mình đăng quang ngôi vị hoa hậu thì Linh thực sự là hiểu hết tất cả những cái cảm xúc của những người mà phải dừng chân sớm và một cô gái mà được đăng quang là như thế nào. Chính vì vậy thì sau cái cuộc thi phải nói rằng là một cuộc thi nhan sắc mà luôn luôn để lại những cái điều vô cùng tiếc nuối.
Và khi mà chứng kiến các bạn thí sinh phải nói rằng là được đánh giá rất là cao nhưng phải dừng chân khá là sớm thì bản thân Linh cũng tiếc chứ. Cũng tiếc bởi vì các bạn ấy thực sự là những cô gái rất là xinh đẹp, rất là thông minh và rất là tỏa sáng. Trong suốt quá trình cuộc thi thì các bạn ấy đã cố gắng rất là nhiều. Tuy nhiên thì như mọi người cũng biết rằng là ngôi vị thì chỉ có một mà thôi, top 5 cũng chỉ có 5 người mà thôi. Thế nên rằng là dù như thế nào, dù tiếc nuối đến mấy thì ban giám khảo thực sự là cũng rất là khó khăn để có thể đưa ra cái kết quả cuối cùng của mình. Và Linh tin rằng là dù cánh cửa này khép lại nhưng mà vẫn còn rất nhiều những cánh cửa trong tương lai khác để có thể mở ra cho các bạn. Và Linh nghĩ rằng là mỗi một thí sinh khi mà đến tham dự cuộc thi Hội Việt Nam năm nay thì đều đã học được rất là nhiều những bài học, và chắc chắn dù các bạn có dừng chân sớm hay lọt được vào một cái top cao thì các bạn cũng sẽ không bao giờ hối hận khi mà tham dự cuộc thi Hội Việt Nam năm nay. Trong thành phần ban giám khảo của cuộc thi năm nay thì Đỗ Mỹ Linh là giám khảo trẻ nhất. Không chỉ trẻ nhất trong thành phần của ban giám khảo của năm nay mà là trẻ nhất trong lịch sử của 35 hậu Việt Nam nữa. Thì khán giả cũng rất là tò mò là liệu một cô hậu rất là trẻ như thế và cũng là người đương kim hậu đầu tiên được ngồi trên cái chiếc ghế của ban giám khảo, thì bạn có bị chịu cái sức ép của các vị giám khảo mà thường gọi là cây đa cây đề không? Và cái ý kiến của mình đưa ra thì có khi nào bị mọi người lái đi hay là chưa có cái sự tôn trọng đúng mức hay không? Thật ra thì đúng là rất là nhiều người đã hỏi Linh câu này, thậm chí là cả bố mẹ gia đình Linh nữa. Nhưng mà Linh cũng rất là bất ngờ với cái sự làm việc vô cùng công tâm và công bằng của ban giám khảo cũng như là ban tổ chức của cuộc thi Hội Việt Nam. Tức là ban giám khảo từng người một sẽ đưa ra những cái ý kiến của mình và sau đấy thì mọi người sẽ cùng bàn luận. Nếu mà mình không đưa được đến tiếng nói chung thì hoàn toàn là sẽ lấy dựa trên biểu quyết. Tức là ví dụ một trường hợp mà mọi người còn cảm thấy thắc mắc hay là 50-50 thì lúc đấy là trưởng ban giám khảo là chú Dương Trung Quốc sẽ đứng lên để bảo mọi người là biểu quyết bằng cách là giơ tay xem có đồng ý là cho cô bé này đi tiếp hay cô bé này dừng lại. Đại khái là tất cả những cái ý kiến của Linh hay là của tất cả những vị giám khảo khác thì đều có trọng lượng như nhau và luôn luôn là mọi người luôn luôn lắng nghe tất cả những ý kiến của mọi người, và chỉ cần một ban giám khảo còn một cái gì đấy thắc mắc nữa thôi là mọi người sẽ đặt lại ngay cái vấn đề đấy để cùng bàn luận tiếp. Chính vì vậy là mỗi một lần mà cuộc họp ban giám khảo của cuộc thi Hội Việt Nam diễn ra thì lúc nào cũng ngốn cỡ khoảng là 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Và Linh nhớ rằng là cái buổi họp trước đêm chung kết, đấy là sau cái buổi tổng duyệt cuối cùng của các bạn thí sinh là vào ngày 15 tháng 9, thì ngày hôm đấy thì ban giám khảo đã họp đến 4-5 giờ sáng. Và đến lúc mà Linh đi về, Linh vẫn còn cảm thấy rằng là có những cái quyết định nó chưa thực sự là như ý mình mong muốn và mình vẫn còn cảm thấy một chút lăn tăn. Thế là ngay lúc đấy Linh đã nhắn tin cho group của ban giám khảo và đề nghị mọi người là suy nghĩ lại. Và ngày hôm đấy là 5 giờ kết thúc cuộc họp, nhưng mà ngay sáng hôm sau khi mà nhận được cái tin nhắn đấy của Linh thì mọi người lại tiếp tục họp để cho đến ngày 16 tháng 9 có thể đưa được một kết quả mà Linh nghĩ rằng là đến bây giờ Linh cảm thấy vô cùng hài lòng. Linh có thể tiết lộ là cái tin nhắn đấy của Linh là bảo vệ cho thí sinh nào được không? Cái này thì chắc là khó có thể tiết lộ được bởi vì đây là cái câu chuyện hậu trường và cũng khá là nhạy cảm. Thế nên là Linh xin phép là giữ bí mật. Như Linh vừa chia sẻ thì cái giây phút mà cái tên Trần Tiểu Vy được xướng lên cũng là cái giây phút mà Linh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được một cô gái thực sự xứng đáng để có thể kế vị và thực hiện những cái trách nhiệm của mình trao lại. Nhưng mà cũng ngay sau đêm chung kết thì có một số những cái tin đồn đã bắt đầu lan truyền trong showbiz cho rằng là Linh có một chút cảm giác tủi thân và có những cái ý kiến về cái việc là dường như là mình đang bị cả ekip bỏ rơi, rồi là vì là mọi sự chú ý trước đây dồn cho mình thì bây giờ đã dồn cho người khác. Linh có thể chia sẻ gì về cái tin đồn này hay không? Thật ra thì Linh cũng rất là vui khi mà mọi người vẫn còn nghĩ đến mình sau cái đêm đấy. Tuy nhiên thì Linh nghĩ rằng là che giả thì măng mọc, và đấy là cái việc mà trao lại vương miện cho một cô gái khác thì không phải Linh là người đầu tiên, mà trước đây 15 chị hoa hậu đã làm cái việc đấy, và mọi người cũng chắc là cũng sẽ có chung cảm xúc với Mỹ Linh, đấy là điều hết sức bình thường thôi. Mình có 2 năm nhiệm kỳ vô cùng tốt đẹp và vô cùng là ý nghĩa rồi thì mình sẽ nhường lại những cái may mắn, những cái điều tuyệt vời đấy cho một cô gái khác. Và phải nói rằng là mọi người rất là sợ Linh tủi thân, thế nên là sau khi mà đêm chung kết kết thúc thì các anh chị trong ban tổ chức này rồi những ekip mà đã đồng hành với mình trong suốt quá trình vừa qua thì Linh biết rằng là dù mọi người rất là mệt rồi nhưng mà tối ngày hôm đấy mọi người vẫn nhắn tin cho Linh rồi chúc mừng, rồi đến ngày hôm sau thì mọi người đến tận phòng của Linh và ý là trao cho Linh những cái ôm và động viên Linh. Và thực sự là Linh cảm thấy khá là buồn cười bởi vì Linh thực sự là một cô gái phải nói rằng là
Linh rất là vô tư và Linh không không ý là Linh nghĩ rằng là đến bây giờ Linh trao lại vương miện cho Tiểu Vi, nhưng mà Linh vẫn là hoa hậu và chắc chắn là sau này Linh vẫn sẽ có những hoạt động của mình, những cái hoạt động riêng của mình, và chắc chắn rằng là Linh và Tiểu Vi chắc chắn sẽ có những cái con đường khác nhau và vẫn sẽ là những người chị em tốt để có thể giúp đỡ nhau ngày một phát triển hơn. Cũng ngay sau đêm chung kết thì lại có thêm một cái hồ nghi nữa, một cái thắc mắc nữa, đấy là vì Đỗ Mỹ Linh đăng lên trên Instagram của mình hình ảnh một chàng trai lạ kèm theo một những cái dòng chữ rất là vu vơ, và mọi người đang đặt vấn đề là liệu có phải là hoa hậu đã có bạn trai và bây giờ sau khi hết 2 nhiệm kỳ rồi thì mới dám công khai hay không. Thật ra thì nếu mà cái này Linh xin phép chia sẻ luôn là cái hình ảnh của một chàng trai đấy trong clip là bạn make up của Linh, và nếu mà ai có theo dõi Linh trong suốt 2 năm vừa qua thì chắc chắn là cũng sẽ biết hình ảnh của chàng trai này, bởi vì bạn ấy là người đã make up cho Linh từ đêm, từ những ngày đầu Linh tham dự cuộc thi hoa hậu Việt Nam cho đến ngày mà Linh trao lại vương miện và sẽ tiếp tục make up cho Linh trong thời gian sắp tới, và đấy trở thành người mà có thể nói rằng là người bạn thân đã đi theo Linh suốt cả một quãng đường như thế, nên là Linh rất là trân trọng cái tình bạn đấy chứ không hề có chuyện là yêu đương bạn trai gì ở đây hết. Vậy tức là bạn đấy thì không phải là bạn trai của Linh. Thế nhưng mà Linh đã có bạn trai chưa? Linh thì cũng được nghe mọi người hỏi rất là nhiều về câu này rồi, và bản thân Linh thì cũng tự hỏi bản thân mình là đến bao giờ thì mình mới có bạn trai. Nhưng mà hiện tại thì Linh chưa có người yêu, cũng chưa có bạn trai luôn. Một cô hoa hậu nhưng mà vẫn đang là vừa mới khép lại cái hành trình 4 năm sinh viên của mình thôi. Thì trong cái quá trình đi học tại Đại học Ngoại thương như thế và xinh đẹp một cách nổi bật như vậy thì các bạn trai trong trường có theo đuổi hoa hậu hay không? Cái này thì thực sự là một câu hỏi Linh cũng không biết phải trả lời sao, nhưng mà Linh có một mối tình đầu vào năm lớp 11 và đến năm lớp 12 thì hai đứa chia tay, không còn quen nhau nữa. Và từ đấy đến giờ là cách đây cũng khoảng 4 năm rồi là Linh chưa quen thêm một người nào cả. Có lẽ Linh nghĩ rằng là đấy là cái duyên số hoặc là do một cái thế lực nào đấy mà Linh hiện giờ thì Linh không có quen ai và cũng không có ai tiếp cận Linh cả. Thật là không có ai tiếp cận thì cũng không đúng, nhưng mà những cái người mà tiếp cận với Linh này rồi đến với Linh thì một là Linh cảm thấy không phù hợp, hai là khi mà nói chuyện thì tức là Linh luôn luôn là muốn thử thách ấy. Kiểu dạng là có thể là ví dụ nhắn tin một thời gian, sau đấy Linh sẽ không nhắn tin nữa, Linh không trả lời nữa thì người ta cũng thôi, người ta cũng không, ý là người ta cũng cảm giác là người ta không nhiệt tình với mình, thế là mình cũng thôi. Và cứ một vài mối tình như, không được gọi là mối tình, cứ một vài mối quan hệ như thế trôi qua thì hiện tại đến bây giờ thì Linh vẫn chưa tìm ra một người nào đấy thực sự phù hợp với mình. Điều này có vẻ như khó tin không ạ? Rất là khó tin đấy ạ, bởi vì là Linh cũng cảm thấy khó tin. Cái công việc của Linh thì sẽ phải đi rất là nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, rồi trong những cái bữa tiệc của service thì sẽ luôn luôn có mặt những cái danh nhân trẻ tài giỏi mà người ta hay gọi là đại gia hay là thiếu gia, hoặc là sẽ còn có rất là những nhiều người ở rất là nhiều các tầng lớp xã hội khác nhau và đều ở cái mức mà người ta gọi là môn đăng hộ đối với mình. Những cái đối tượng như thế thì họ có như có nằm trong số những cái người mà nhắn tin cho Linh hay không? Linh thì bản thân Linh thì thật ra là trong 2 năm vừa rồi Linh cũng sống khá là khép kín, Linh cũng không có tham gia vào những cái buổi tiệc tùng, nếu mà không phải là công việc thì Linh cũng rất là ít khi tham gia, trừ khi là có những người bạn thân của Linh cùng đi thì Linh mới đi cùng thôi. Và thật ra thì trong số những người đấy thì đương nhiên là cũng có một vài người có chủ động làm quen với mình, nhưng mà đấy, tại vì Linh cảm thấy là chưa phù hợp, thế nên là đến bây giờ thì Linh vẫn chưa tìm được cho mình một người nào đấy mà khiến mình cảm thấy là thật sự là mình muốn có một cái mối quan hệ lâu dài với người đấy. Vậy thì trong số những người mà Linh nói không phù hợp đấy, có những người nào mà họ có những cái lời lẽ hoặc là những cái ý định khiếm nhã với mình hay không? Thật ra thì Linh nghĩ lại xem. Linh nghĩ rằng là những người mà Linh đã tiếp xúc thì hầu như họ là những người mà ở cái tầng lớp trí thức rất là cao, và họ tức là họ không bao giờ có những cái lời đề nghị khiếm nhã hay là những cái gì mà cảm giác là họ không tôn trọng mình. Thật sự họ rất là tôn trọng mình và họ luôn luôn nói thế nào nhỉ? Cũng không có một cái điều gì gọi là bất thường. Có thể là họ luôn luôn là muốn giúp đỡ Linh, bởi vì họ biết rằng là Linh là một cô sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thì hầu như là họ cũng
đấy cũng là cái chuyên ngành mà trước đây họ cũng từng học, và họ luôn luôn muốn Linh rằng là hãy phát triển theo cái hướng là một cô hoa hậu kinh doanh và một cô hoa hậu sở hữu cho mình một cái sự tự lập này và có thể gây dựng một cái sự nghiệp cho riêng bản thân mình. Thế nên là khi mà Linh kể những cái câu chuyện về cái đam mê, về cái ước muốn của mình sau này mình cũng muốn trở thành một nữ doanh nhân, thì họ thực sự là họ cảm thấy rất là vui và rất là muốn giúp đỡ Linh. Tuy nhiên thì đến thời gian hiện tại này thì cái ý nghĩ là trở thành một nữ doanh nhân rồi kinh doanh một cái gì đấy to tát thì Linh thật ra mới chỉ dừng lại ở cái suy nghĩ thôi, bởi vì Linh nghĩ rằng là bây giờ thì Linh còn quá trẻ, 22 tuổi, thì Linh nghĩ rằng là Linh còn có nhiều thời gian để học hỏi. Và trong cái quãng thời gian này có thể là đến năm khoảng 26, 28 tuổi thì Linh mới nghĩ đến việc kinh doanh. Còn khoảng thời gian 4, 5 năm sắp tới thì Linh vẫn sẽ làm những cái điều mà mình thích, sẽ thử sức mình ở những cái lĩnh vực mà Linh chưa bao giờ làm. Bởi vì biết đâu khi mà mình làm những cái điều đấy thì mình sẽ phát hiện ra là mình có một cái đam mê nào đấy khác chẳng hạn. Thế nên là Linh sẽ dành khoảng thời gian này để khám phá bản thân mình. Tức là như lời Linh nói thì hầu hết những người mà mình có thể đặt một cái tên nôm na đại gia đấy, họ lại bàn công chuyện về kinh doanh chứ không phải là bàn công chuyện về ái tình. Đúng là như vậy, thật sự là như vậy. Bởi vì Linh nghĩ rằng là người ta đối xử với mình như thế nào thì đều bắt nguồn từ chính mình. Khi mà mình thể hiện cho họ thấy là mình hoàn toàn trong sáng và mình không hề có cái ý định rằng là sẽ có một mối quan hệ nào đấy, thì họ cũng sẽ, với những cái người mà ở cái tầng lớp cao như vậy thì họ đương nhiên là họ cũng không bao giờ có việc mà ép buộc mình là phải làm theo ý của họ. Họ luôn luôn rất là tôn trọng mình. Linh nghĩ rằng là họ rất là hiểu mình, họ biết là mình muốn gì và họ biết là mình không muốn gì, vì họ thật sự là họ lớn hơn mình rất là nhiều tuổi và những cái gì mà mình trải qua thì họ đã trải qua từ rất lâu rồi. Chính vì vậy là Linh nghĩ rằng là do cái cách mình thể hiện ra thôi. Nếu mà họ thấy không thể nào mà tiến xa với cô gái này thì chắc chắn là họ cũng sẽ không bao giờ ép buộc mình cả. Sau 2 năm làm hoa hậu thì hẳn là cái tiêu chuẩn về một người đàn ông trong tương lai của Linh đã có rất là nhiều những cái thay đổi. Nếu bây giờ nói về một cái hình mẫu một người đàn ông lý tưởng mà Linh nghĩ rằng mình sẽ gắn bó cái cuộc đời của mình với họ thì đó phải là một người đàn ông như thế nào? Đúng là thật sự là Linh nghĩ rằng là Linh đã thay đổi rất nhiều, kể cả về cái cách mà lựa chọn một người mà mình sẽ đi sau này. Trước đây khi mà Linh là một cô sinh viên ý, thì lúc nào cái mẫu người đàn ông lý tưởng của Linh thì cũng phải là một chàng trai có ngoại hình này, cao hơn mình này, rồi vui tính này, đại khái là một chàng trai mà như là trong các bộ phim Hàn Quốc ấy. Cho đến bây giờ thì Linh nghĩ rằng là Linh đã thay đổi rất là nhiều. Cái suy nghĩ của mình nó cũng trưởng thành hơn khi mà mình được tiếp xúc với những người mà thực sự là mình cảm thấy ngưỡng mộ họ. Là một Linh nghĩ rằng đến bây giờ thì cái mẫu người lý tưởng của Linh sẽ là một người có lẽ là không cần phải quá hào nhoáng về ngoại hình, bởi vì người ta thường nói là một chàng trai đẹp trai thì sẽ chỉ để ngắm thôi chứ không thể nào là người có thể đi cho mình suốt cả cuộc đời được. Rồi một người có thể là trưởng thành, có thể chỉ bảo cho mình. Linh rất thích nghe những câu chuyện về việc làm ăn, về việc kinh doanh, về những cái gì mà họ đã thành công. Chính vì vậy là Linh luôn luôn bị hấp dẫn bởi những người mà thành công, thành đạt. Và một điều nữa là, một điều mà Linh nghĩ rằng là Linh cũng rất thích và từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi được, thì đấy là cái sự vui tính, hài hước, tí dòng. Bởi vì khi mà nói chuyện với những người có khiếu hài hước một chút thì mình cảm thấy câu chuyện nó trở nên thú vị hơn và mình muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn. Nếu mà mình muốn nói chuyện với họ nhiều thì mình mới có thể khám phá được nhiều thứ và dần dần hai người mới có thể thân quen và có thể chia sẻ những cái điều về bản thân mình nhiều hơn. Nếu mà có một chàng trai rất là hài hước, rất là dí dỏm, rất là thông minh, một cái chàng trai mà rất là hiểu mình và có thể đẩy đưa đón ý của mình rất là thú vị, nhưng mà chàng trai đấy không phải là một người thành đạt, thì liệu Linh có thể nảy sinh cảm xúc được với chàng trai đấy hay không? Linh nghĩ rằng là việc nảy sinh cảm xúc thì vẫn có, nhưng mà về lâu về dài thì không biết rằng là hai đứa có thể có được mối quan hệ lâu dài không. Bởi vì thực sự rằng là nếu mà chàng trai không thành đạt nhưng ở mức độ bình thường thì vẫn có thể ok, nhưng mà nếu mà họ quá kém thì thực sự là nếu mà họ đi cùng với mình ý, một thời gian họ cũng sẽ cảm thấy rằng hai đứa có cái sự chênh lệch. Và cái điều đấy nó sẽ dẫn, nếu mà một chàng trai mà có cái lòng gọi là sự tự tôn thì họ sẽ cảm thấy rằng là họ không xứng với mình và dần dần sẽ trở nên có những cái mâu thuẫn. Linh nghĩ là như vậy. Chính vì cái điều đấy thì Linh nghĩ cái việc mà môn đăng hộ đối là một cái mà
phải nói rằng rất là quan trọng trong một mối quan hệ. Bởi vì khi mà người này chênh lệch với mình quá nhiều, dần dần thành ra nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà Linh nghĩ rằng là sẽ không đi đến được một cái kết cục lâu dài. Khi mà chia sẻ những cái điều này thì Linh có sợ là một bộ phận những anti fan của mình sẽ nói rằng mình là một hoa hậu có lẽ là đặt những cái yếu tố thực dụng hay là vật chất lên đầu hay không? Linh có sợ điều đấy? Thật ra thì Linh nghĩ rằng là nếu là một người hiểu chuyện thì người ta sẽ nghĩ đấy là nghĩ là Linh là một người thực tế chứ không phải là thực dụng. Bởi vì ai cũng như vậy thôi, khi mà mình đã trưởng thành, mình gặp gỡ được những cái người mà thực sự là vô cùng giỏi và khiến cho mình ngưỡng mộ thì mình không thể nào mà đi yêu một chàng trai, không có gì một chàng trai mà mình cảm thấy không thể ngưỡng mộ người đấy được. Thật ra cái sự ngưỡng mộ, cái tình yêu nó cũng bắt nguồn từ cái sự ngưỡng mộ. Khi mà mình thực sự là rất là hâm mộ, rất là ngưỡng mộ một người nào đấy thì dần dần nó cũng xuất phát cho mình một cái gọi là một cái thiện cảm đối với người đấy, đúng không? Thì Linh cũng như thế thôi. Không thể, Linh với cả bản thân Linh nghĩ rằng là Linh cũng đã cố gắng rất là nhiều để có thể có được ngày hôm nay, thì mình không thể nào mà có thể dành tình cảm, dành tình yêu cho một người mà không cố gắng gì cả, rồi lười biếng, rồi kém mình hoàn toàn, đúng không? Thì Linh nghĩ đấy là một cái điều hết sức bình thường. Trong cái kế hoạch của Linh trong vài ba năm tới thì Linh có định là tiếp tục mình sẽ hoạt động mạnh hơn trong showbiz nữa hay không? Linh nghĩ rằng là có thể, bởi vì phải nói rằng là 2 năm vừa rồi thì Linh cũng đã hoạt động khá là nhiều và Linh chưa cảm thấy chán. Linh vẫn muốn tiếp tục có những cái đóng góp không chỉ là về những cái hoạt động xã hội từ thiện mà như trong vòng 2 năm qua Linh vừa làm, mà ngoài ra Linh muốn làm cho hình ảnh của mình trở nên trẻ trung, thú vị hơn và gần gũi hơn với khán giả. Thì có lẽ rằng là những năm tiếp theo Linh sẽ tham gia thêm vào những cái lĩnh vực ở trong showbiz. Và thật ra thì hiện tại thì Linh cũng chưa có một cái gì đấy gọi là chắc chắn hay là một cái đường lối mà mình vạch sẵn ra. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là sắp tới Linh sẽ suy nghĩ về điều này và sẽ làm cho cái hình ảnh của mình nó trở nên gần gũi hơn với khán giả qua những cái hoạt động giải trí. Nhớ lại cái khoảng thời gian 2 năm trước khi mà Đỗ Minh Linh đăng quang thì lúc đấy bạn đã phải đối mặt với một cái rất là nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, trong đó rất là nhiều người họ chê bai cái nhan sắc của mình, đấy là bằng từ là từ nhạt. Thì thay vì việc là làm cho mình mặn hơn thì Đỗ Minh Linh lại phải ép mình vào trong khuôn khổ để theo sự quản lý của công ty Sen Vàng, và một hoa hậu mà đã bị chê nhạt rồi lại còn phải giữ một cái hình ảnh thực sự là an toàn. Cái sự an toàn nó làm cho mình trở nên một màu, từ cái việc là mình nói năng như thế nào, mình phát ngôn ra sao, mình viết gì ở trên mạng xã hội, hay là cái cách mình ăn mặc, cái cách mình trang điểm, cách mình làm tóc, tất cả đều phải ở một cái sự rất là chừng mực. Thì mà mình biết rằng là bản thân Mỹ Linh thì không phải là một người thích thú với cái sự chừng mực như thế. Trong thời gian đấy thì có khi nào Đỗ Mỹ Linh có cái sự phản kháng hay là đặt ý kiến lại với đơn vị quản lý của mình để mình được bứt phá ra hay không? Thực ra thì khi mà đã quyết định làm việc với nhau thì đương nhiên là mình sẽ phải cùng đưa ra những cái ý kiến chung. Đương nhiên rằng là trong khoảng thời gian 2 năm có những lúc có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà Linh nghĩ rằng là cuối cùng thì khi mà ngồi bàn bạc lại thì mọi người cũng đã thống nhất và đưa được đến một cái tiếng nói chung. Đương nhiên thì Linh cũng không muốn cái hình ảnh của mình nó chỉ có một màu. Thế nên là nhiều lúc mọi người có thấy là Linh có một chút thay đổi trong phong cách ăn mặc, sexy hơn, gợi cảm hơn. Tuy nhiên thì không phải là lần nào cũng thành công. Trong suốt 2 năm vừa qua thì đúng là Linh cũng đã nhận được rất là nhiều những cái phản hồi, comment nói là mình còn hơi nhạt. Bởi vì Linh nghĩ rằng là cái hình ảnh của một hoa hậu nó khác với cả một ca sĩ, một diễn viên. Bởi vì là khi mà ca sĩ, diễn viên thì họ thực sự là người, những người có tài năng. Họ cho ra những cái sản phẩm của mình hàng năm, hàng tháng. Và những cái điều đấy thì khiến người hâm mộ nhớ đến họ. Còn một hoa hậu nếu mà để cho mọi người nhớ đến mình thì nó khó hơn là ca sĩ và diễn viên rất là nhiều. Bởi vì hoa hậu thì là chỉ là một cái hình ảnh và một cái danh hiệu thôi. Còn để cho mình có thể trở nên thu hút truyền thông thì Linh nghĩ rằng là ngoài scandal ra thì rất là khó để có một cái cách nào đấy để cho người ta có thể nhớ đến mình. Bởi vì nếu mà cái việc mà mình cứ tham dự và tham gia vào những hoạt động xã hội từ thiện, nó không thể nào mà ồn ào bằng một cái phát ngôn gây sốc hay là một cái scandal tình ái hay gì đó, đúng không? Và thực sự thì đấy không phải là điều mà Linh lựa chọn. Linh nghĩ rằng là đến thời điểm hiện tại thì mọi người cũng đã nhìn nhận mình theo một cái chiều hướng tích cực hơn.
mọi người thấy rằng là những cái điều mà trước đây mọi người nói là nhạt thì bây giờ nó không phải là như thế. Linh nghĩ rằng là mọi người chê Linh nhạt là bởi vì mọi người chưa quan tâm đến Linh. Nếu mà mọi người quan tâm và nhìn nhận một cách khách quan nhất về Linh thì mọi người sẽ thấy là trong 2 năm vừa qua Linh đã làm rất là nhiều điều, chứ không chỉ gói ghém trong từ nhạt như mọi người đã nói. Càng gần về gần cuối khi mà hết nhiệm kỳ thì Đỗ Mỹ Linh càng có những cái bứt phá nho nhỏ và để cố gắng vượt ra ngoài cái vòng cương tỏa của cái chiếc vương miện hoa hậu. Ví dụ như là đã có những cái vụ hình thời trang rất là ấn tượng, hay là bạn cắt phăng cái mái tóc dài ngay trước cái thềm sự đêm chung kết diễn ra, điều mà rất là hiếm hoa hậu có mái tóc ngắn như Linh bước lên sân khấu. Thì những cái điều này bạn có bị trước khi mình làm ấy thì mình có gặp những cái phản ứng từ đơn vị quản lý của mình hay không? Thật ra thì các anh chị trong ekip quản lý của mình thì luôn luôn là nghe theo những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của mình, và mọi người thực sự là đã hỗ trợ Linh rất rất nhiều trong 2 năm vừa qua, và để Linh có được một cái hình ảnh như bây giờ đấy là sự cố gắng nỗ lực của cả Linh cũng như là của cả ekip của mình. Cái việc cắt tóc thì Linh rất là xin lỗi ekip bởi vì Linh không có thông báo với mọi người trước, bởi vì nó cũng là một cái rất là gọi là tự ý và tự bộc phát của mình khi mà mình ra tiệm cắt tóc thôi. Bởi vì trước đây thì Linh có nối tóc, thế nên là cái tóc của Linh nó bị hư rất là nhiều, và khi mà Linh tháo cái tóc nối ra thì phải nói rằng là sơ xác một cách kinh khủng. Thế là Linh phải quyết định là sẽ cắt cái mái tóc này đi, và khi mà Linh cắt xong thì Linh cũng cảm thấy rất là hồi hộp với không biết là mọi người sẽ nhìn nhận cái hình ảnh này như thế nào. Nhưng mà ngay khi mà Linh up một cái hình ảnh tóc ngắn của mình lên trên Instagram thì Linh nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các bạn fan, rồi từ cộng đồng mạng, và các anh chị trong ekip thì lúc đầu cũng có khá là giận dữ bởi vì Linh đã không hỏi han mà lại làm một cái quyết định và phải nói rằng rất là nguy hiểm như thế. Thế nên là, nhưng mà khi mà nhận được lời khen của mọi người thì Linh cũng cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm khi mà cái hình ảnh tóc ngắn lên của Linh cùng mình được mọi người đánh giá rất là tốt. Cũng như trong cái 2 năm nhiệm kỳ của mình ấy thì có một điều mà cũng rất là đặc biệt ở Linh, đấy là Linh vẫn tiếp tục công việc học như bình thường và tốt nghiệp đúng hạn. Thay vì việc là mình bảo lưu việc học, hầu hết từ trước đến nay thì các hoa hậu đều phải bảo lưu cái việc học của mình hết để có thể mà đảm nhiệm được những cái công việc, những cái trọng trách rất là vất vả của chiếc vương miện hoa hậu. Nhưng tại sao Linh lại không làm điều đấy? Điều đấy có thể giảm tải được cho mình rất là nhiều thứ và có thể giảm tải cho mình những cái áp lực. Thật ra thì Linh cũng đã có ý định nghĩ đến việc bảo lưu việc học khi mà mình trở thành hoa hậu. Nhưng mà Linh có hỏi ý kiến của mẹ Linh thì thực sự rằng là mẹ Linh đã cho Linh một cái lời khuyên mà Linh nghĩ rằng đến bây giờ thì Linh thấy nó vô cùng đúng. Bởi vì mẹ có nói rằng là hoa hậu thực ra nó chỉ là một cái danh hiệu và mọi người sẽ không, sau một thời gian dài thì nó sẽ không còn nữa. Còn cái việc học đấy là mình đầu tư cho trí óc, đầu tư cho bản thân mình và nó sẽ theo mình đến suốt cuộc đời. Và mọi người thì cả gia đình Linh thì luôn luôn muốn rằng là Linh sẽ tiếp tục việc học, bởi vì thật sự cái quá trình mà mình thi vào Đại học Ngoại thương nó không hề dễ dàng, và khi mà mình đang có cái đà học như thế mà mình tự dưng mình dừng lại mất một thời gian thì sau đấy mình sẽ lười, rồi mình rất dễ là mình sẽ bỏ cái việc học giữa chừng. Thì nhận được cái sự động viên từ phía gia đình và đặc biệt là trường Đại học Ngoại thương của Linh thì mọi người cũng rất là ủng hộ Linh và đã cho Linh rất là nhiều những cái cơ hội để Linh có thể tiếp tục việc học với các bạn. Các thầy các cô thì luôn luôn là tạo điều kiện cho Linh để Linh có thể mặc dù là có thể là Linh không đến trường đủ hết tất cả các buổi học, nhưng mà Linh vẫn đến đi thi cùng với các bạn. Và đến ngày vừa rồi là ngày 15 tháng 9 thì Linh nghĩ rằng là Linh cảm thấy vô cùng tự hào rất nhiều, bởi vì 2 năm vừa phải làm hoa hậu vừa đi học. Có những ngày mà Linh nhớ rằng là cái sự kiện nó diễn ra vào buổi tối và ngay lập tức đêm hôm đấy Linh phải bay về Hà Nội để sáng hôm sau tham gia vào một cái tiết học hay là một buổi đi thi. Nó rất là mệt và nhiều lúc Linh đã muốn bỏ cuộc rất là nhiều, nhưng mà đến ngày 15 tháng 9 thì Linh nghĩ rằng là nó xứng đáng với những gì mà Linh đã bỏ ra, và Linh cảm thấy vô cùng tự hào với cái tấm bằng của trường Đại học Ngoại thương, một trong những ngôi trường mà Linh đã mơ ước rất là lâu. Cầm cái tấm bằng này trên tay thì Linh cũng rất là xúc động, và thực sự rằng đấy là một cái mà điều mà Linh vô cùng tự hào với bản thân mình. 2 năm qua thì hẳn là
Đỗ Mỹ Linh sẽ có rất nhiều điều để kể. Hai năm với có rất nhiều vinh quang cũng có, mà cay đắng cũng có, ngọt ngào cũng có, hạnh phúc cũng có, vui có, buồn có. Trong hai năm đấy thì nếu nói về một điều mà khiến cho Linh cảm thấy nuối tiếc nhất thì đấy là điều gì? Điều mà Linh nuối tiếc nhất, Linh nghĩ rằng là mình cũng không nuối tiếc điều gì một cách quá là để Linh phải bận tâm đâu. Nhưng mà có lẽ cái điều mà Linh nuối tiếc nhất là Linh cũng đã không còn nhiều thời gian để dành cho gia đình, cho bạn bè. Có những cái dịp mà Linh nghĩ rằng là những cái ngày lễ trong năm thì mình không còn được ở nhà với gia đình, với bạn bè nữa, mà mình thay vì đấy thì mình sẽ dành cho công việc rồi cho... Ví dụ như những cái ngày lễ Tết chẳng hạn, thì gia đình mình cũng cần mình, nhưng mà khán giả cũng cần mình, và rất là nhiều người mời Linh tham dự vào những cái buổi talk show, những cái buổi mà để ghi hình trong đúng trực tiếp trong ngày hôm đấy. Thì đương nhiên là phải đứng giữa hai sự lựa chọn đấy, thì Linh cuối cùng thì Linh đã chọn công việc. Thì Linh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều mà Linh cảm thấy vô cùng tiếc nuối trong hai năm vừa qua. Và có thể rằng là, nhưng Linh nghĩ rằng là bố mẹ Linh cũng hiểu cho Linh thôi. Khi mà cái trọng trách cũng như là cái mọi người kỳ vọng vào một cô con gái ở nhà như vậy, thì bố mẹ cũng động viên Linh là nên tham gia vào những cái sự kiện như vậy, bởi vì sau này thì đương nhiên là mình vẫn còn rất nhiều thời gian để dành cho gia đình, cho bố mẹ. Nhưng mà đấy cũng là một cái điều mà Linh cảm thấy tiếc nuối trong hai năm vừa rồi. Trong hai năm qua thì nói đến một cái có thể nói là một sự cố thôi, chứ chưa đủ lớn để một scandal. Đấy là cái câu chuyện liên quan đến thủ môn Bùi Tiến Dũng. Linh có hối tiếc vì mình một cái hình ảnh rất là sạch sẽ của mình tự nhiên lại bị dây vào một câu chuyện rất là ất ơ, rất là dở hơi, vì những cái lời lẽ mà mình nghĩ không có gì nhưng cuối cùng nó lại rất là có gì hay không? Linh nghĩ rằng là cái điều đấy cũng không có gì tiếc nuối cả, bởi vì đó là một câu chuyện mà Linh nghĩ là khá là thú vị. Và thực sự là ở thời điểm đấy thì Linh cũng rất là hâm mộ Bùi Tiến Dũng và rất là hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên thì đấy cũng là sau cái sự việc đấy thì Linh cũng rút ra cho bản thân một cái bài học, đấy là dù vui thôi chứ đừng vui quá. Thời gian đấy thì Linh nghĩ rằng là không chỉ Linh mà rất là nhiều cô gái cũng thể hiện những cái tình cảm dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng mà khi mà mình cũng thể hiện như vậy thì họ lại có rất nhiều những cái phản ứng tiêu cực dành cho mình. Và Linh nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đánh đổi khi mà mình trở thành người nổi tiếng. Và sau này thì mình luôn luôn là phải để ý từng lời ăn tiếng nói, kể cả những cái lời mà mình trò chuyện đùa với các bạn bè mình trên mạng xã hội thì cũng sẽ được mọi người để ý và chú ý rất là nhiều. Cái lúc mà mình nhận về rất là nhiều những cái bình luận có phần ác ý và suy luận rất là vô lý về cái hành động rất là bình thường của mình ấy, thì cái cảm xúc của Đỗ Mỹ Linh thế nào? Mình cũng tức chứ. Thật ra là không chỉ có những cái comment đâu, mà ở ngay trong phần inbox của mình nữa thì có rất là nhiều bạn phải nói rằng là vô cùng quá khích. Và Linh nghĩ rằng là các bạn ấy thì chắc là chỉ bằng tuổi em gái hay là các em nhỏ nhỏ thôi thì mới có được những cái suy nghĩ và thực sự là rất là thiếu chín chắn như vậy. Và Linh nghĩ rằng là tức thôi, nhưng mà Linh cũng cảm thấy bình thường, bởi vì các em ý chắc là sau này khi mà lớn lên đọc lại những cái comment đấy thì các em cũng sẽ cảm thấy rất là xấu hổ vì không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có thể trẻ trâu như vậy. Cái chuyện nó cũng không có gì cả. Linh buồn là bởi vì có một số người mà là bạn bè của mình, những người mà đã từng tiếp xúc với mình mà vẫn có những cái suy nghĩ vô cùng là lệch lạc, và những cái suy nghĩ mà kiểu mang ý kiến cá nhân ý, rằng là ý là viết những cái câu dạng như kiểu là các em ơi thôi tập trung đá bóng đi, đừng dây vào showbiz, đừng bị các chị hoa hậu, người mẫu kiểu như là kiểu cái gì thả thính mê hoặc, dùng những cái từ ngữ phải nói rằng là rất là khó hiểu, và mình không hiểu tại sao người ta có thể nghĩ rằng là mình mê hoặc hay là kiểu đưa vào chồng hay gì gì, những cái từ ngữ mà phải nói rằng là Linh không hiểu sao người ta có thể nghĩ ra những cái câu như thế chỉ vì một cái comment trêu đùa trên Facebook, mà rõ ràng là Linh đâu phải là người chủ động vào tường của Tiến Dũng comment đâu, mà là Tiến Dũng vào tường của Linh ấy chứ. Tại sao rất nhiều người thể hiện tình cảm mà bạn ấy không vào tường của những người đấy mà lại vào tường của mình? Thì Linh nghĩ rằng là mọi chuyện nó cũng không bắt nguồn từ Linh, và tại sao tự dưng Linh lại phải chịu hết gạch đá. Thật ra cái thời gian đấy thì Linh nghĩ rằng là cái câu chuyện đấy là câu chuyện vô cùng nhạy cảm, bởi vì những cái chuyện mà liên quan đến tình cảm rồi liên quan đến những cái nhân vật mà đang vô cùng hot trong cái thời điểm đấy thì đều có rất là nhiều những cái lùm xùm. Và thật sự rằng là bây giờ khi mà Linh nghĩ lại thì Linh nghĩ rằng đấy là một cái kỷ niệm rất là vui, nhưng mà
Cũng là một thời trẻ trâu của mình. Có khi nào Linh mơ mộng không? Một sự mơ mộng rất là trẻ trung và có lẽ là rất là nhiều cô gái bình thường cũng có. Mơ mộng về một việc là mình có thể trở thành bạn gái của một trong số những cầu thủ U23, bởi vì điều này cũng chẳng có gì xa lạ trong làng giải trí hay là trên thế giới. Hầu hết là các ngôi sao sân cỏ luôn luôn tìm đến những cô gái đẹp và nổi tiếng, chứ không phải là những hot girl trên mạng xã hội. Thực ra thì Linh nghĩ đấy cũng là một chuyện bình thường, nhưng mà thực sự thì cái tình cảm mà Linh dành cho Dũng cũng như là các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam thì nó chỉ dừng lại là tình cảm của một fan girl dành cho một cái người mà mình hâm mộ trên sân cỏ thôi, chứ cũng không có ý định là đi xa hơn cái tình cảm đấy. Thế nên là các bạn fan của Tiến Dũng, các bạn hãy bình tĩnh. Và bây giờ thì Linh nghĩ rằng là Dũng thì cũng đã có bạn gái rồi, và Linh cũng không muốn cái chuyện nào nó đi quá xa nữa, và tất cả nên dừng lại ở đây thôi. Bùi Tiến Dũng có phải là một kiểu mẫu đàn ông nằm trong số những gọi là cái gu của Linh hay không? Linh nghĩ là không. Tại sao? Có điểm gì mà của bạn ý mà nó không nằm thuộc về gu của Linh? Linh nghĩ là Dũng còn khá là trẻ và còn tính cách thì vẫn còn trẻ con, nên là Linh không nghĩ rằng là hai đứa có thể có mối quan hệ ở đấy dài lâu. Mình đang nói về gu thôi, mình không nói về một mối quan hệ. Thì đấy, gu là bởi vì Dũng còn khá là trẻ và cái suy nghĩ chắc là vẫn còn chưa thể nào mà chín chắn trưởng thành được, thì đấy nó không giống với là một mẫu đàn ông lý tưởng của Linh. Ngay sau đêm chung kết thì Trần Tiểu Vy có nói về cái hình mẫu lý tưởng của cô ấy, và rất là bất ngờ là cô ấy nói rằng là đấy chính là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Khi mà nhận được cái cảm xúc từ cái người kế nhiệm của mình thì Linh cảm thấy thế nào? Linh cũng cảm thấy đấy là cái điều mà Linh cảm thấy rất là vui, bởi vì những cái sự cố gắng nỗ lực của mình trong vòng 2 năm vừa qua thì ít nhất là bây giờ cũng đã có một cô gái là tân hoa hậu, họ muốn đi theo cái hình ảnh của mình, muốn đi theo cái con đường của mình, thì Linh cảm thấy rất là vui về điều đấy. Và Tiểu Vy thì là một cô gái mà Linh đánh giá rằng là em ấy còn rất là trẻ, 18 tuổi, khi mà em phải gánh vác trên mình một cái trọng trách lớn như vậy thì phải nói rằng là cũng rất là lo lắng cho Tiểu Vy đấy. Và Linh tiếp xúc với Tiểu Vy rồi, sau khi mà thật ra thì trong cái quá trình tham dự cuộc thi thì Linh không có dám tiếp xúc với bất kỳ một thí sinh nào, bởi vì mình là ban giám khảo, thế nên là mình không muốn là để cho mọi người có những cái dị nghị hay là những cái mà cảm thấy rằng là mình thiên vị người này thiên vị người kia. Nhưng mà Linh rất là ấn tượng với cả Tiểu Vy, đấy là một cô gái rất là ngoan và có đôi phần là nhút nhát. Mỗi một lần mà Linh gặp Vy ở trong các hoạt động của chương trình thì Linh nhớ rằng là Linh chào tất cả mọi người, nhưng mà các cô gái khác thì chào Linh và chạy đến rồi hỏi han Linh rất là nhiều, nhưng mà Vy thì lúc nào mỗi một lần mà Linh nhìn Vy là Vy lúc nào cũng cười tủm tỉm, xong bắt đầu khép nét, xong bắt đầu là cúi chào nhẹ Linh rồi bắt đầu chạy đi chỗ khác. Cái sự nhút nhát hiền lành đấy của Vy đã làm cho Linh vô cùng ấn tượng. Và sau này khi mà sau cái đêm đăng quang thì Linh cũng có một hôm có đi ăn tối với Vy, thì nghe cô bé chia sẻ thì phải nói rằng là Vy bây giờ khá là phải nói sao nhỉ, cô ấy đang phải gồng mình lên để trả lời những cái câu hỏi từ phía các anh chị nhà báo, bởi vì một cô gái mới chỉ 18 tuổi thôi, trước đây em ấy chưa bao giờ tiếp xúc với máy quay, chưa bao giờ được trả lời những câu hỏi như thế, thì đương nhiên rằng là vẫn còn rất là nhiều điều mới lạ với Tiểu Vy. Và phải nói rằng là bây giờ em ấy đang phải rất là cố gắng mỗi ngày để có thể trả lời phỏng vấn, đưa ra những cái câu hỏi mà phải nói rằng là Linh nghĩ rằng ở cái thời điểm 18 tuổi Linh cũng không thể nào mà trả lời một cách trau chuốt được. Thật sự là khi mà nhìn thấy Vy như vậy thì Linh rất là thương Vy và đã cố gắng chỉ cho Vy những cái mà mình đã từng trải qua để hy vọng rằng là em ấy có thể cải thiện hơn cái khả năng trả lời phỏng vấn của mình. Và Linh tin chắc rằng là có thể thời điểm này Vy chưa thể nào mà ngay lập tức có thể tốt lên được, nhưng mà đường dài thì Vy chắc chắn sẽ là một cô gái, một cô hoa hậu, phải nói là sẽ tỏa sáng. Một trong những cái lý do mà Tiểu Vy gặp ồn ào không phải ở cái việc mà em ý trả lời phỏng vấn khá là còn non nớt và ngu nghê đấy, là mà còn vì là cái bảng điểm mà kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Trần Tiểu Vy khá là thấp. Thì là một người mà đã đỗ đại học ngoại thương này và có thành tích học tập rất là tốt, thì Đỗ Mỹ Linh nhìn nhận như thế nào về cái bảng điểm của Trần Tiểu Vy? Thực ra thì Vy cũng có chia sẻ với Linh,
là khi mà người ta, mọi người hỏi đến cái bảng điểm của em như thế thì em phải trả lời như thế nào hả chị? Thì Linh nghĩ rằng là lúc đấy Linh đã nói với Vi rằng là em phải chấp nhận, bởi vì em rõ ràng là em không tốt và em đang cần phải cố gắng nhiều hơn, thì em không thể nào mà chối bỏ những cái đấy được, bởi vì đấy là sự thật và em phải nhìn nhận nó một cách để mình có thể sau này mình phải cố gắng hơn. Thế Linh đã nói với Vi rằng Vi phải cảm thấy là không hài lòng với cái điểm số của mình, và chính những cái gì mà mình không hài lòng thì mình mới có thể phát triển được. Linh nghĩ rằng là mới chỉ có 18 tuổi thôi, và thực sự rằng là điểm số nó cũng không phản ánh hết được tất cả những cái quá trình mà Vi cố gắng. Và cô ấy sẽ vẫn còn rất là nhiều thời gian để có thể trau dồi bản thân mình và cải thiện được những cái nhược điểm của mình. Linh nghĩ rằng là mọi người đừng quá khắt khe với Vi, bởi vì Linh nghĩ rằng bất kỳ ai khi mà đã trở thành hoa hậu thì sẽ nhận rất là nhiều những cái áp lực từ phía dư luận, bởi vì dư luận họ luôn muốn một hoa hậu phải hoàn hảo, mà trên đời này thì làm gì có ai hoàn hảo, đúng không? Linh đăng quang thì mọi người chê rằng là nhan sắc không đủ, Vi là một cô gái vô cùng xinh đẹp thì lại bị mọi người chê trách ở một cái mặt khác. Thì Linh nghĩ rằng là thời gian tới Vi chắc chắn sẽ chứng minh cho mọi người rằng là cô ấy xứng đáng với ngôi vị hoa hậu như Linh đã từng làm trong 2 năm vừa qua và đến thời điểm này. Thế nên mọi người hãy mở rộng tấm lòng mình để có thể giúp Vi tự tin hơn và cho em ý một cơ hội để em ý có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Nhưng theo Đỗ Mỹ Linh thì một hoa hậu có cần thiết phải có học vấn cao hay không? Đương nhiên, bởi vì thật ra là Linh nghĩ thật ra thì Linh nghĩ rằng một hoa hậu thì cũng không cần phải quá học vấn quá cao, nhưng mà phải là một người thông minh, một người biết rằng điều gì đúng, điều gì sai. Bởi vì hoa hậu là một cái đại diện cho hình ảnh của một đất nước mà. Thế nên là rất là nhiều những bạn trẻ sẽ nhìn vào mình để có thể noi gương và học tập. Chính vì vậy mình đã trở thành hoa hậu rồi thì mình luôn luôn phải ý thức về việc mình sẽ phải hoàn hảo. Có thể là mình chưa hoàn hảo trước đây, nhưng sau đấy thì mình phải cố gắng để trở nên mình là một cái con người hoàn thiện. Trong lịch sử 30 năm hoa hậu Việt Nam có một điều rất đặc biệt, đấy là phần lớn tất cả các hoa hậu đều tốt nghiệp tại những trường đại học rất là danh giá, đều là sinh viên, tức là đều có một cái bảng thành tích học tập rất là tốt. Cá biệt thì chỉ có 3 hoa hậu thôi, họ không phải là có thành tích tốt, học tập tốt. Đấy là trường hợp của hoa hậu Phan Thu Ngân, Trần Thị Thùy Dung và Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên thì ngoại trừ Đặng Thu Thảo có thực sự thành công, cả hoa hậu Phan Thu Ngân và hoa hậu Thùy Dung đều sau đấy đều khá là mờ nhạt trong cái hoạt động, trong cái sự nghiệp của mình. Chính vì thế mà người ta lo ngại rằng là Trần Tiểu Vi với cái xuất phát điểm thấp như này rất là khó khăn để có thể có được một cái có một cái sự đột phá trong tương lai. Cá nhân Đỗ Mỹ Linh thì có lo lắng điều đấy cho bạn Tiểu Vi hay không? Linh nghĩ rằng là khi mà ban giám khảo đã đưa ra một cái quyết định phải nói rằng là một cái ngôi vị cao nhất như vậy thì đương nhiên là họ cũng đã nhìn nhận rất là nhiều mặt. Họ nhìn thấy được ở Vi đó là cái sự có tố chất, và Vi không phải là một cô gái không thông minh. Vi đã tiến bộ rất là nhiều so với những cái ngày đầu tiên mà Linh gặp Vi là một cô gái mà khi vào gặp ban giám khảo không nói nổi một câu gì. Cô ấy rất là bẽn lẽ, rất là nhút nhát, nhưng mà đến thời điểm này thì cô ấy đã sau một quãng thời gian nhé, thì đến cái ngày mà gặp ban giám khảo cuối cùng thì Vi đã nói, đã thể hiện được rất là nhiều. Chính vì vậy là mọi người nhìn thấy sự tiến bộ, và bây giờ điều mà Vi cần nhất đấy chính là thời gian để có thể khẳng định bản thân mình và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Linh nghĩ rằng là ở thời điểm của các chị hoa hậu trước thì không có nhiều cái sự giúp đỡ, không có nhiều cái sự chỉ bảo như thời điểm của Linh và Vi. Bây giờ thì sau khi mà đăng quang thì Vi có được sự hỗ trợ của ban tổ chức rất là nhiều, và chắc chắn rằng là những cái người mà có kinh nghiệm như vậy thì sẽ giúp Vi tiến bộ nhanh hơn, và chắc chắn Linh nghĩ trong thời gian sắp tới thì Vi sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Bản thân Đỗ Mỹ Linh có tìm hiểu về lịch sử của các hoa hậu Việt Nam và xem cái cuộc đời của họ có những cái biến cố ra sao, những cái scandal nào, và để cho mình từ đấy mình rút ra những cái bài học kinh nghiệm để sau này cái con đường mình đi nó sẽ suôn sẻ hơn, may mắn hơn hay không? Thật ra thì mới thời điểm gần đây thôi thì Linh mới có cơ hội để tìm hiểu với các chị hoa hậu. Cái gala 30 năm thì trước khi nó được tổ chức thì Linh cũng có đọc rất là nhiều cái bài báo mà tổng hợp lại cuộc đời của các chị hoa hậu trước đây thì mình mới có thể nắm được. Bởi vì trước đây thì các chị hoa hậu khi mà các chị đăng quang thì mình còn rất là nhỏ, nên là mình không thể nào mà biết hết các thông tin về các chị được. Thật ra thì Linh nghĩ rằng đấy nó cũng là số phận của mỗi người thôi. Về cái duyên số thì nó không thể nào thay đổi được, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể.
Để còn tương lai như thế nào thì mình cũng không thể nào mà biết trước được. Trong 2 năm vừa qua thì từ một cô tiểu thư Hà Thành, một cô gái phố cổ được bố mẹ o bế và dạy dỗ rất là kỹ, thì bây giờ thoát ra khỏi vòng tay của bố mẹ với hàng trăm chuyến đi, trong có khi là hàng trăm chuyến đi trong một năm, thì có bao giờ bố mẹ Linh lo lắng và phải dặn dỗ, dạy mình hay là dặn dò mình cái điều là làm thế nào đấy để mình tránh khỏi những cái cám dỗ của cái làng giải trí vốn rất là xô bồ, vốn rất là nhiều cạm bẫy hay không? Chắc chắn là có rồi, bởi vì Linh nghĩ rằng là dù lớn thế nào thì vẫn là con gái của bố mẹ, và bố mẹ luôn luôn là cái người mà lo lắng cho mình đến khi mà có lẽ rằng sau này dù tóc mình có bạc thì mọi người vẫn sẽ luôn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ. Và bố mẹ Linh thì dặn Linh rất là nhiều. Và phải nói rằng là trong suốt 2 năm vừa qua thì mẹ Linh luôn luôn là người, phải nói rằng nhiều lúc mẹ Linh hỏi nhiều đến mức mà Linh rất là mệt mỗi lần mà trả lời mẹ. Từ cái việc mà mình ra sân bay, mình check in như thế nào, mấy giờ mình bay, rồi lên ngồi ghế nào, mẹ Linh cũng hỏi cho bằng được thì thôi. Và Linh nghĩ rằng là đấy là cái sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình, và không phải là ai cũng có được cái may mắn như vậy. Và Linh rất là trân trọng gia đình của mình, một cái gia đình mà đã cho Linh được trưởng thành như ngày hôm nay, là một cô gái ngoan ngoãn và có học thức, hầu như là đấy là điều nhờ bố mẹ Linh, và Linh rất là trân trọng cái điều đấy. Nhưng có một điều đặc biệt đấy là mặc dù rất là lo lắng cho con gái, nhưng bố mẹ Linh thì lại không đi theo Linh trong các hoạt động, trong khi mà các hoa hậu trước đây hay là có cả các á hậu nữa thì thường người quản lý của họ lại luôn luôn chính là mẹ của mình. Đây là do Linh chủ động không muốn như thế hay là mẹ Linh không muốn như thế? Thật ra là cả hai mẹ con đều không muốn như thế, và cũng rất là may bởi vì là ý kiến của cả hai người. Thứ nhất rằng là Linh nghĩ rằng là cái hình ảnh của một người nổi tiếng mà lúc nào cũng có bố mẹ đi theo thì nhiều lúc nó sẽ có những cái điều rất là phức tạp. Ví dụ như là mình lên thảm đỏ thì không thể nào mà mình có thể cầm tay xách nách mang được, và cái điều mà bố mẹ cầm đồ cho mình là điều hết sức bình thường thôi, nhưng mà khi mà người khác nhìn vào thì họ lại không thấy bình thường, họ lại bảo là à tại sao cô này lại để cho mẹ cầm đồ nặng như thế. Nhưng mà trong cái trường hợp đấy mình không thể nào làm khác được, đúng không? Thì có một cái người trợ lý, một người quản lý riêng thì cái hình ảnh của mình là cũng chuyên nghiệp hơn. Và một điều nữa thì đấy là hiện tại thì Linh được ban tổ chức quản lý và hỗ trợ, thế nên là bố mẹ Linh thực sự là biết những người trong ban tổ chức và rất là yên tâm với cái sự giúp đỡ của họ dành cho Linh, và cũng luôn luôn là cho Linh theo ban tổ chức để hoạt động. Và một điều nữa là bố mẹ Linh thì đều có công việc riêng của mình, và Linh nghĩ rằng là Linh không muốn bố mẹ bỏ những cái công việc đấy để đi theo mình. Và đấy, Linh nghĩ rằng là cả Linh và mẹ Linh đều không muốn rằng là đi theo con cái kề kề. Và cuối cùng rằng là Linh nghĩ rằng đấy là một cái điều đúng đắn mà Linh phải nói rằng cảm ơn mẹ Linh vì không đi theo Linh suốt như vậy. Sau khi khép lại 2 năm nhiệm kỳ hoa hậu và bây giờ thì đã ở tuổi 22 rồi, thì bố mẹ Linh có bắt đầu thấy lo lắng về con gái mình vẫn đang là người độc thân hay không? Linh cũng không biết rằng là bố mẹ Linh có thực sự là lo lắng cho con gái vì con gái không có người yêu hay không, nhưng mà Linh đi chơi buổi tối thì lúc nào cũng cỡ 10 giờ, 10 rưỡi là bố mẹ Linh đã gọi Linh về rồi. Và nhiều lúc là Linh đã bảo là trời ơi, tại sao mà sớm như thế đã gọi con về, mẹ có muốn con đi tìm người yêu không? Thì mẹ bảo đi về ngay, không có yêu đương gì hết. Thế xong rồi, và đại khái là rồi ví dụ đi ra sân bay thì thỉnh thoảng bố mẹ Linh cũng hay qua đón, thì Linh cũng không muốn là những cái chuyến muộn thì bố mẹ phải ra đón mình. Thì mình hay trêu là thôi có người yêu đón rồi. Hay mẹ mới bảo là mày thì có ma nó yêu, đi về. Sau đại khái là Linh cũng không biết rằng mẹ mình có thật sự là lo lắng cho mình không. Nhưng mà đến những cái ngày lễ, ví dụ như là ngày Valentine hoặc là ngày 8 tháng 3 thì cũng hay ra kiểu cười khỉnh rồi bảo là ngày xưa mẹ mày mấy cái ngày này thì ối người tặng quà mà mày thì không có nổi một món quà, xấu hổ chưa. Thì đại khái là đấy, cũng không hiểu tâm lý của bố mẹ như nào, bắt đi chơi về sớm nhưng mà vẫn đến những cái ngày đấy vẫn đòi hỏi có quà, để cũng không biết mẹ đi nghĩ gì. Trước đây thì Linh từng chia sẻ là một người đàn ông muốn bước chân được vào nhà Linh để mà làm con rể thì sẽ phải vượt qua rất là nhiều vòng còn gọi là khắt khe hơn cả kiểm tra nhân chất học của Hậu Việt Nam. Bây giờ thì liệu điều đấy có còn xảy ra hay không? Thật ra thì Linh cũng chưa tưởng tượng đến cái ngày đấy nó sẽ như thế nào, nhưng mà cứ nghĩ đến là Linh cũng cảm thấy là cũng hơi sợ đấy, bởi vì nhà Linh thì rất là đông người và các bác rồi các cô các chú mỗi người một ý, nhưng mà thực sự là cũng không tưởng tượng nổi là cái ngày đấy nó sẽ như thế nào, nhưng mà cũng rất là sợ. Tuy nhiên thì bố mẹ Linh là những người rất là hiện đại và luôn luôn là
luôn luôn là làm theo ý của con gái. Và Linh nghĩ rằng là khi mà Linh đã lựa chọn một người phù hợp thì bố mẹ Linh cũng sẽ đồng ý với Linh thôi. Nhưng mà cũng sẽ phải chuẩn bị trước tinh thần cho chàng trai đấy đúng không? Thôi chị đừng nói thế, không là em sẽ ế cả đời mà. Nếu mà Trần Tiểu Vy thì coi Đỗ Mỹ Linh là thần tượng cô ấy thì Đỗ Mỹ Linh coi Hoa hậu nào là thần tượng của mình? Linh nghĩ rằng là tất cả các chị Hoa hậu đều là những cái tấm gương để Linh có thể học tập. Nhưng mà Linh chưa có cơ hội để tiếp xúc với nhiều chị. Và người mà Linh có cơ hội tiếp xúc nhiều nhất đấy chính là chị Ngọc Hân. Chị Hân thì là một cô gái phải nói rằng là vô cùng nhiệt tình và vô cùng dễ thương, khi mà chị có thể sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng tất cả cái khả năng mà mình có và không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ cảm thấy mệt mỏi hay là cảm thấy phiền toái cho mình cả. Và chị Hân cũng đã là người cho Linh rất là nhiều những cái bài học và chia sẻ với Linh rất là nhiều việc mà phải là hoa hậu thì mới có thể hiểu được những cái điều đấy. Và Linh thực sự là rất là trân trọng cái mối quan hệ giữa Linh và chị Hân, và cho đến bây giờ thì hai chị em rất là thân thiết với nhau. Nhưng mà cái cuộc sống của người của hậu nào là cái cuộc sống mà Linh mong muốn là mình sẽ có trong tương lai? Cuộc sống của các chị hoa hậu thì thực sự là Linh cũng không có rõ lắm kiểu là chi tiết là nó như thế nào, nhưng mà Linh thấy rằng là cái ngày mà tất cả các hoa hậu họp mặt lại cho đến cái thực hiện cái bộ ảnh gala 30 năm thì Linh đều thấy các chị phải nói rằng là chị nào cũng rất còn rất là trẻ, trẻ hơn so với tuổi của mình, và luôn luôn có một cái nguồn năng lượng phải nói là tươi trẻ, và chị nào cũng có những công việc riêng của mình và rất là thành công. Thì Linh thực sự là Linh cũng chỉ mong muốn rằng là cỡ khoảng 20 năm nữa về sau mình được như các chị thôi. Và Linh thật sự là ngưỡng mộ tất cả các chị. Và Linh nghĩ rằng là cái danh hiệu của Hiếu hậu Việt Nam nó trở nên danh giá một phần là nhờ vào những người phụ nữ như vậy. Linh có quan trọng cái việc tình yêu trong hôn nhân hay không? Nếu giữa một người đàn ông mà có hội tụ hầu như là những cái tiêu chuẩn mà mình mong muốn và lại còn được lòng bố mẹ nữa, với một người đàn ông mình có nhiều cảm xúc hơn, nhiều tình yêu hơn nhưng lại không được lòng gia đình chẳng hạn, thì Linh sẽ chọn người nào? Chắc chắn là Linh sẽ chọn người nhiều cảm xúc hơn. Linh không biết rằng là bây giờ Linh nói câu này nhưng mà vài năm nữa khi mà thực sự đưa ra cái quyết định thì Linh sẽ chọn ai. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là để có một cái mối quan hệ bền chặt thì phải xuất phát từ tình cảm thực sự. Và mình không thể nào mà sống một cuộc sống mà người khác mong muốn mà không nghĩ đến cuộc sống mà mình mong muốn được. Và một cái người mà được lòng mọi người nhưng mà thực sự mình không có quá nhiều cảm xúc cho người ấy thì rất là khó để có thể sau này chung sống với mình dài lâu. Linh nghĩ thế. Khán giả hẳn là sẽ rất là chờ đợi được đón nhận một cái hình ảnh, một cái diện mạo mới của Đỗ Mỹ Linh, một cái cô gái mà không còn phải chịu sức ép từ chiếc vương miện nữa, không còn phải giữ mình trong vòng an toàn nữa. Thế còn Đỗ Mỹ Linh có thể chia sẻ với mọi người được hay không, nếu một Đỗ Mỹ Linh không còn phải đội chiếc vương miện đi ra ngoài đường thì đấy là một cô gái như thế nào ở tuổi 22? Bình thường, những ngày bình thường của Linh khi mà Linh ở nhà không có công việc gì thì rất là bình thường như bao cô gái khác thôi. Linh cũng không trang điểm, cũng ăn mặc những bộ quần áo hết sức thoải mái, đi dép bệt ra ngoài đường. Và nhiều lúc thì bản thân mình xuề xòa quá nên là khi mà đi sau lưng mình có nghe một số cái bình luận, mọi người bảo là ôi dồi ôi, hoa hậu thì mà nhìn bình thường ấy, nhìn trên hình thì tưởng là lung linh lộng lẫy lắm nhưng mà nhìn ngoài đời trông bình thường nhỉ. Thế là sau khi mà nghe được những cái câu nói như vậy thì tự dưng mình lại một chút chạnh lòng. Và Linh nghĩ rằng là khi mà đã là hoa hậu thì mình luôn luôn là phải chỉnh chu, kể cả những lúc mình đi ăn sáng hay mình đi chợ thôi thì mình cũng phải đầu tóc chỉnh chu, ít nhất là không cần phải quá là lộng lẫy nhưng mà mình cũng phải gọn gàng. Và sau những cái lần như thế thì Linh đã rút kinh nghiệm cho bản thân, nếu mà hôm ấy mình xùy xóa tóc tai không make up thì mình sẽ bịt khẩu trang, còn không thì nếu mà đã không bịt khẩu trang đi ra bình thường thì mình phải chỉnh chu, phải xinh xắn một chút để dù gặp bất cứ ai thì người ta cũng sẽ, cái hình ảnh của mình nó không bị ảnh hưởng. Ở nhà nếu mà không phải bận công việc gì cả và chỉ ở nhà thôi thì buổi chiều tối Linh có phải đi đổ rác hộ bố mẹ không? Thật ra thì cũng có, đặc biệt là những cái ngày lễ Tết khi mà thật ra nhà Linh có cô giúp việc nên là hầu như là mọi cái công việc trong gia đình thì Linh cũng không phải làm quá nhiều. Nhưng mà vào những cái ngày lễ Tết thì khi mà cô giúp việc về quê thì đương nhiên rằng là dù là hoa hậu hay như thế nào thì mình cũng phải giúp đỡ bố mẹ rửa bát, dọn nhà, thậm chí là còn bị làm hơn rất là nhiều bởi vì em mình thì vẫn đang đi học nên là thực sự là con gái của bố mẹ của mình như là con ghẻ, cái gì cũng phải làm. Và có những lúc Linh phải đi đổ rác ở ngoài đường chứ, và Linh cảm thấy
hồi trước đi đổ rác bình thường, nhưng mà bây giờ khi mà trở thành hoa hậu rồi đi đổ rác thì cũng thấy nó cũng có một cái gì đấy khác khác so với ngày trước, nhưng mà mình nghĩ rằng đấy cũng là một chuyện hết sức bình thường thôi. Thì cái lúc mà đi đổ rác như thế thì có phải thay đồ không? cũng Linh chắc là lúc đấy Linh sẽ bịt khẩu trang. Những cái ngày mà lễ Tết như là Linh nói đấy, là họ hàng sẽ tụ tập rất là đông và mọi người sẽ đi ra phố rồi đi sang ngày này ngày kia chúc Tết, thì mình có bị trở nên gọi là khác thường khi mà mình cứ phải ăn mặc đẹp để mà nổi bật hơn cả các em nhà mình không, và mình có bị các em ấy gọi xì xào hay là ghen tị hay là bình luận trái chiều hay không? Đấy cũng là một cái việc mà rất là mệt khi mà từ khi mà trở thành hoa hậu, thì thật ra là đấy là tâm lý chung thôi, bố mẹ ai cũng muốn là khoe con gái khi mà con gái đã đạt được một cái thành tích như thế. Thế là những cái ngày lễ Tết mà đầu tiên sau khi mà Linh trở thành hoa hậu, phải nói rằng là bố mẹ Linh dẫn Linh đi khắp nơi, không chỉ có họ hàng hàng xóm của mình mà còn cả đồng nghiệp cơ quan bố mẹ nữa. Và lúc đầu thì đương nhiên mình cũng càm ràm mà sao mà đi gì, nhớ con không đi đâu, nhưng mà cuối cùng không thể nào mà thắng được mẹ Linh. Và đã phải đi rất là nhiều nơi, đến cơ quan mẹ rồi đến nhà của bạn mẹ, và đi đâu mọi người cũng giới thiệu một cái vai cao, phải nói rằng là mình chỉ muốn chui xuống dưới đất, không muốn ngoi lên nữa. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái điều mà Linh cảm thấy rất là vui khi mà đã khiến cho bố mẹ mình tự hào về mình như thế. Thế còn cái có vướng phải cái sự gọi là ghen tị của các em nhà mình hay không? Không, thật ra là chúng nó thì cũng không có gì ghen tị với mình hết, bởi vì vẫn còn là trẻ con, và thực sự là khi mà các em ý thấy mình thành công như vậy thì cũng rất là vui cho mình. Và đến trường thì cũng trở thành cái mác là em của hoa hậu hay là chị của hoa hậu thì mọi người rất là vui. Thế thì trong những cái cuộc mà bố mẹ dẫn mình đi khắp nơi, không còn ngõ ngách nào của Hà Nội không đi như thế, đến nhà họ hàng, đến nhà cơ quan, đến nhà bạn bè như thế, thì có xảy ra những câu chuyện mối lái không? Có những gia đình họ đặt vấn đề đặt chỗ trước nhé, dọc ngõ trước nhé. Linh nhớ là cũng có, nhưng mà tất cả chỉ dừng lại là kiểu trêu đùa thôi, chứ cũng không thực sự là có cái gì thật ở đấy cả. Nếu mà có thì sao? Linh có nghĩ rằng mình sẽ đi đồng ý với bố mẹ, nhận lời với bố mẹ đi tới một cuộc gặp được hẹn trước để theo tính chất mối lái hay không? Đấy có thể là khi nào mà Linh cảm thấy là bản thân mình vô cùng bất lực rồi thì Linh phải chấp nhận về cái điều đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì Linh nghĩ rằng là Linh vẫn tự tin với bản thân mình là mình sẽ có thể tự tìm cho mình một chàng trai phù hợp với mình. Mà không cần phải bố mẹ giới thiệu. Cảm ơn Linh rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay, và chúc cho Đỗ Mỹ Linh của ngày mai sẽ còn rực rỡ hơn nữa và xuất sắc hơn nữa. Cảm ơn các độc giả của A-Family đã theo dõi Linh trong suốt cái tiếng vừa rồi, và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Mỹ Linh trong những cái hoạt động và những hành trình tiếp theo của Linh nhé.